Hai huyện Đông Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam cũng đã phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 5, bao gồm lũ quét, sạt lở đất đá và gây ách tắc giao thông cục bộ ở nhiều nơi. Theo thống kê ban đầu, tại huyện Tây Giang có 100 điểm sạt lở, 95 hecta lúa bị ngập úng, 110 hộ dân phải sơ tán. Tại huyện Đông Giang, mưa lớn dẫn đến lũ quét, gây ngập khoảng 30 ngôi nhà của người dân tại các thôn. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến quốc lộ 14G và các tuyến đường liên xã, liên thôn.